lãng phí và gây nhức nhối nhất trong xã hội bây giờ, đó là mấy ông cử nhân đi chạy Grab. Chúng tôi cho các ông học đến học vị cử nhân không phải là để ra trường công chạy Grab, và các ông chạy Grab với cái học vị cử nhân là các ông đang lãng phí nguồn lực của xã hội rất nhiều. Tôi đề nghị các ông học vị từ cao đẳng trở lên thì các ông phải chọn đúng cái ngành các ông chọn học, bố mẹ các ông chọn học để mà làm. Ông không được quyền là tuột xuống cái tầng thấp hơn để mà cạnh tranh với cái ngành nghề của anh em chúng tôi. Anh em chúng tôi ít học, anh em chúng tôi có mỗi một cái nghề kiếm cơm là nghề Grab. Bây giờ ông ỉ ông có học vị đại học, mẹ bây giờ chạy Grab cũng tuyển dụng đến trình độ đại học. Grab là chỉ để cho anh em lớp 5 làm thôi. Nó gây lãng phí cho xã hội. Và nó làm đánh tuột vào kỳ vọng của bố mẹ và tổ tiên và cũng như là xã hội trong gia đình của bạn. Ngày mà bạn thi vào đại học ấy, nếu mà bạn tốt nghiệp mà bố mẹ bạn biết chắc bạn ra bạn chọn nghề Grab, họ có cho tiền bạn đi học không? Ngẫm lấy câu đó. Tôi đồng ý là bằng của bạn là bằng thật, không phải bằng mua. Nhưng mà thầy giáo của bạn cũng có vui không? Khi mà học trò của mình đỗ đến cái học vị cử nhân trở lên, ra đời đứng ngoài đường chạy Grab, họ đào tạo bạn ra trong cả một năm, năm hạ học, có bảo bao giờ bạn ra đường chạy Grab không? Hay họ mong bạn đóng góp vào những cái công việc khác của xã hội? Đừng có nói đất nước chúng ta văn minh rồi không cần các nhà khoa học. Đầy việc. Nếu mà bạn chấp nhận đất nước này còn nghèo, bạn chấp nhận gia đình mình còn nghèo, bạn chấp nhận rằng bạn phải học cao để bạn cống hiến cho gia đình, cho xã hội và cho chính bản thân bạn, thì bạn không được chạy Grab nữa. Ngay từ cái ngày tốt nghiệp đấy, bạn không có quyền chạy Grab khi mà bạn có trình độ cử nhân. Bởi vì thứ nhất, nó lãng phí cái nguồn lực của xã hội, và đôi khi coi thường cả cái ngôi trường bạn học nữa. Các thầy cô giáo, những cái người cấp bằng cho bạn, họ cũng sẽ không có vui đâu. Tôi thấy có rất nhiều bạn đi chạy Grab. Tôi hỏi em học bao nhiêu, bảo em tốt nghiệp đại học anh ơi. Nhưng mà tôi không dám nói thẳng vào mặt họ. Tôi lên đây tôi chia sẻ như vậy. Anh em chạy Grab có đồng ý rằng không cho, đề nghị hãng Grab là không cho anh em học vị đi cử nhân chạy Grab không? Kể cả cao đẳng cũng không được học nữa. Học cấp 2 chạy Grab được rồi, mắc mơ thì học lên trình độ đại học. Còn nếu ông muốn chạy Grab, ông đừng học đại học. Mà ông học chạy học, ông đừng có chạy Grab. Cái môn của ông thi vào ông tự chọn mà, đâu ai ép ông đâu. Yes. Đúng không anh em? Comment xuống. Mai là ngày Grab và ngành lên hương. Và ngành đó để cho anh em ít học, người ta chạy kiếm bát cơm nuôi vợ nuôi con. Người ta đã học kém rồi thì phải nhường cho người ta, còn chạy tranh cả công việc với người ta. Cạnh tranh không sòng phẳng. Cái hạng cân thi đấu, một cái thằng 70 ký đấu với thằng 40 ký, thằng 40 ký sao chịu nổi? Yes.